giá gà công nghiệp chỉnh lại, sau mấy ngày tăng giá liên tục, giá gà công nghiệp lông trắng hôm nay có dấu hiệu chỉnh lại, gà đạt sai trên 3,5 kg bán từ trên 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng bán tại các vùng phía nam cao nhất đạt khoảng 24.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu bán tại các vùng đồng nai bộ cao nhất mới đạt khoảng từ 36.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn nuôi theo hướng hữu cơ bán tại các vùng Hà Nội cho cửa hàng thực phẩm sạch khoảng trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai hồ bán tại các vùng Hà Nội, Bắc Giang cao nhất mới được gần 50.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay có nơi tăng nhẹ. Theo bà Phạm Thị Thơm, thương lái vịt ở các vùng Đồng Nai, giá vịt sư thịt hôm nay tăng nhẹ. Vịt đẹp bán tốt được 53.000 đồng đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ riêng bao bán tại các vùng Bình Phước, Bình Dương dao động từ 50.000 đồng đến 51.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán tại các vùng miền Bắc khoảng từ 45.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai bán tốt khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xin bán từ 62.000 đồng đến 63.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn tại các trại từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi con giá vịt đẻ thải bán tốt đạt 70.000 đồng mỗi kg. Giá ngang thịt bán từ 56.000 đồng đến 64.000 đồng mỗi kg. Giá ngang được loại trên 4,6 kg công bán tại các trại được khoảng trên 62.000 đồng mỗi kg. Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 39.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Bắc dao động trong khoảng 28.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Tây dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg. Gà, Giá vịt thịt super em miền Đông dao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt rim bao miền Đông dao động trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Người nuôi căng mình chống nóng cho gia cầm. Hiện gia đình ông Phạm Văn Ngọt ở giao Viễn, Ninh Bình đang nuôi khoảng trên 2.000 gà đẻ để bảo vệ đàn gà trong những ngày nắng nóng. Gia đình ông đã đầu tư mua thêm máy phát điện dự phòng và lắp thêm hệ thống quạt thông gió nắng nóng chăn nuôi vất vả hơn các ngày này gia đình tôi còn dùng chế phẩm sinh học xử lý chuồng nuôi cho đàn gà ăn vào lúc sáng sớm hoặc ban đêm và trong khẩu phần ăn thường xuyên bổ sung các vitamin chất điện giải canxi để tăng sức đề kháng ông ngọt nói cùng với việc chăm sóc gà ông ngọt thường xuyên thay chất độn chuồng để giảm nhiệt độ chuồng nuôi phun khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi để hạn chế tác nhân gây bệnh dù không chăn nuôi trong chuồng trại kiên cố hiện đại nhưng bà phạm thị thanh ở kim động hà nam vẫn chăm sóc gà rất cẩn thận hằng ngày bà cho gà ăn vào sáng sớm và tối trưa chiều nắng nóng vật nuôi được uống nước đá mát có pha chất điện giải và trú dưới bóng cây xanh mát do được chăm sóc cẩn thận nên từ đầu mùa nắng nóng đến nay đàn vật nuôi của gia đình bà thanh vẫn an toàn và phát triển tốt năm nay nắng nóng quá lại mất điện thường xuyên nên các trại chăn nuôi rất khó khăn gia đình tôi phải dùng đủ mọi cách mới giữ được an toàn cho đàn gà bà thanh chia sẻ